tiếp theo tập trước đám la chính đang lĩnh ngộ kiếm văn thu tư nguyên nói với la chính chân ý lĩnh ngộ ở trong quan kiếm huyền cảnh có thể thành hình la chính huynh huynh nhìn cây kiếm khổng lồ bên ngoài kia đi la chính nhìn lên những thanh tiểu kiếm màu xanh trên trời hắn thắc mắc màu xanh này lại hình thành hoa văn hình kiếm nó đại diện cho cái gì thu tư nguyên trả lời đại diện cho mức độ lĩnh ngộ đối với chân ý của đạo huynh nhìn ta kìa của ta mới chỉ to cỡ bàn tay thôi trước kia ta cũng có thể đọc đến hai ba trăm chữ nên mới lớn được bằng ấy đấy la chính huynh đây là lần đầu huynh tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng phải không? Cho nên hình kiếm của huynh chỉ to bằng ngón cái thôi." La Chính vui vẻ reo lên. "Đây ngược lại là thú vị." Thu Tư Nguyên nói tiếp, "Mà chân ý kiếm đấu chính là cùng dùng hoa văn thành hình để tiến hành quyết đấu." Huynh nhìn bên kia đi, đã bắt đầu rồi đấy. La Chính nhìn thấy hai thanh tiểu kiếm đang chém vào nhau trong không khí. Thu Tư Nguyên giới thiệu, "Đó là Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành, đang còn thi đấu với nhau. Chân ý kiếm đấu của hai người họ là một đội đối quyết, được quan tâm nhất trong quan kiếm lần này." thu dịch đệ tử tám kiếm cung không ngừng niệm chú xích xích hỏa hoàng ngũ nguyên quy cửu vi hộ vạn lý bất diệt thương sinh bất nguyệt bạch thành đệ tử yêu kiếm cung cũng không chịu thua thiệt hắn liên tục lầm nhầm thần tẩu xí tâm chính mình chi đạo phi ngã vô mệnh phi ngã vô danh thu tư nguyên nói thêm với la chính nguyệt bạch thành và thu dịch được xem là hai đệ tử ưu tú nhất trong học cung hơn nữa cũng là con cháu trong hai gia tộc lớn xưa nay hai tên này luôn đối chọi với nhau rất gay gắt mỗi lần quan kiếm nào cũng đều đấu kiếm chân ý với nhau những người còn lại thì chẳng đáng để họ để tâm, ai, đáng tiếc ta làm thế nào cũng không đạt đến độ cao như bọn họ. La Chính an ủi, không sao, từ Nguyên huynh, từ từ rồi chúng ta sẽ đạt được thôi, chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ, đặt từng dấu chân một trên con đường ấy thì sẽ có thể từ từ đuổi kịp. Thư Tư Nguyên nghe xong cũng đồng ý, được, vậy chúng ta trực tiếp đọc thôi. La Chính mở sách ra rồi nghĩ, ta cũng muốn thử xem, quan kiếm này đối với việc đọc bản dịch rốt cuộc là có thăng cấp lớn đến nhường nào. Chuyển cảnh, bên ngoài đạo trường là một đám người ta to mặt lớn Cung chủ của Thượng kiếm cung lên tiếng, nhóm đệ tử học cung này gần như đều xuất phát cùng lúc với nhau, vậy mà Thu Dịch và Nguyệt Bạch thành đã bỏ xa những người khác, các đệ tử còn lại e là không thể nào đuổi kịp, đáng tiếc lúc đó ta không đem hai người bọn họ thu vào trong cung." Cung chủ của Nộ kiếm cung đáp lại, "Được rồi, ngươi cũng đừng quá hối hận, đệ tử ở trong cung cũng đều không kém, nhưng mà hôm nay Ngưng kiếm cung làm sao vậy? Có nhiều người tham gia thế cơ à? Tên Thu Thắng Thủy kia giống như trước đây vẫn không tới." Cung chủ Thượng kiếm cung hỏi lại, "Hắn tới đây làm gì?" Dù sao đám đệ tử trong Ngưng Kiếm cung cũng chẳng làm nên trò trống gì được, cả đời này hắn đừng mơ tưởng có cơ hội xoay người trước hội trưởng lão nữa. Thế nhưng, vừa mới nói xong, cung chủ Thượng Kiếm cung đã ngẩn người, không chỉ có Thu Thắng Thủy mà còn có cả Thu Hàn Yên cũng đến. Cô ta thắc mắc, "Hửm, Thu Thắng Thủy đến rồi, còn cùng với vị Thu học cung kia?" Sau đó, hai người kia đi đến trước mặt đám cung chủ, "Cung chủ Thượng Kiếm cung, cung kính hỏi, không biết Thu học cung và Kỳ trưởng lão bàn bạc thế nào rồi?" Thu Hàn Yên lạnh nhạt trả lời, "Không thế nào cả." Một tên đứng gần đó thầm nghĩ, nhìn tâm trạng thu học cung có vẻ không được tốt lắm cũng đúng dù sao trong đạo kiếm cung từng đặt ra một giao hẹn rằng nếu có ai đó tìm được áo mộ của thu bá lam cung chủ trước đây thì khi ấy sẽ chọn lại chức vị cung chủ đạo kiếm cung nhưng mà thời gian trôi qua nhiều năm như vậy cung chủ thay thế hiện tại sớm đã định ra vị trí này sao có thể đồng ý tuyển chọn lại lần nữa chứ nội bộ đạo kiếm cung hiện đang chia ra làm hai phe phái ngay cả ba đại trưởng lão cũng là bằng mặt không bằng lòng hai vị đều không đồng ý với việc tuyển chọn lại cung chủ lần nữa cũng chính vì lý do này mà nội bộ đạo kiếm cung xảy ra tranh chấp mâu thuẫn với nhau cung chủ của táng kiếm cung nguyệt bạch lịch lên tiếng hỏi hôm nay thu học cung đến đây là để quan sát nhóm đệ tử mới của ngưng kiếm cung à họ chỉ là một đám thần dân tầm thường của thiên đô châu có gì đáng để quan tâm chứ đã chẳng có gốc dễ gì lại càng không có thiên phú ở lại đạo kiếm cung chỉ tổ làm lãng phí tài nguyên cung chủ của yêu kiếm cung cười phá lên ha 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 ngưng kiếm học cung vốn đã là một bãi phế liệu chứa đầy rác đã lãng phí suốt bao năm qua rồi chẳng lẽ giờ còn ngại lãng phí thêm một ít nữa à thu thắng thủy cười khinh bỉ đáp lại hi hi yêu kiếm cung và táng kiếm cung của các ngươi may mắn được nhận tài nguyên ở mức cao nhất vậy mà đệ tử bồi dưỡng ra thì chỉ dùng được vài người hai trăm năm qua những người đảm nhiệm chức thiên la vệ hầu như đều là một đám vô dụng cả thế mà giờ còn có mặt mũi xỉa sói ngưng kiếm cung của ta sao nguyệt bạch lịch tức giận quát ngươi 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 thu thắng thủy hỏi lại ta làm sao trăm năm nay các ngươi có đệ tử nào được đưa đến thái nhất thiên cung chưa có đệ tử nào tiến vào thái nhất vệ không một tên cũng chẳng có mà các ngươi còn huyên hoang tự đắc sao không đi chết cho rồi thằng kia giận quá hóa thẹn nói không nên lời ta 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 thu thắng thủy chỉ mặt thằng này rồi nói tiếp ta cái gì mà ta chính bản thân mình đã là thực lực không đủ rồi vậy mà còn muốn dạy dỗ ra thiên tài sao đúng là trò cười cho thiên hạ nếu như các ngươi xem thường ngưng kiếm cung chi bằng mấy người các ngươi hợp lại so tài với ta một trận xem khỏi cần nói nguyệt bạch lịch cứ gọi là tức xì khói nhưng nói không nên lời lúc này một tên khác nhắc nhở thu thắng thủy nơi này là địa điểm quan kiếm hãy chú ý câu từ của ngươi đừng cãi nhau nữa Thu Thắng Thủy đáp lại, không so đo với bọn họ, ta còn không thèm động thủ nữa đấy. Sau đó hắn lại nói tiếp, đám đệ tử do các ngươi bồi dưỡng ra, mà cũng được gọi là thiên tài sao? Ha 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 ha! Nguyệt Bạch Lịch hỏi lại, sao vậy? Nghe ngươi nói thì hình như vận may của Ngưng Kiếm Cung không tệ nhỉ? Lẽ nào đã tìm ra được một thiên tài nào đó ở vùng đất Thiên Đô Châu nhỏ xíu kia? Thu Thắng Thủy trả lời bọn kia, thiên phú của người này còn mạnh hơn cả ta. Nghe xong, cả đám cung chủ đều giật mình hết lên, cái gì? Nguyệt Bạch Lịch thẩm ý đạo kiếm cung chia thiên phú của các đệ tử ra làm tám bậc người nào chỉ cần có thiên phú lục phẩm là có thể được chọn vào thái nhất thiên cung trước đây thiên phú của thu thắng thủy chính là lục phẩm thiếu một chút nữa thì có thể thành thái nhất vệ rồi ngưng kiếm cung lại thu nhận đệ tử có thiên phú cao hơn cả hắn nữa sao nguyệt bạch lịch đổi giọng nhẹ nhàng hỏi thu thắng thủy không biết thắng thủy huynh đang nói tới ai vậy thu thắng thủy đáp lại ngươi nhìn là rõ thôi bên này la chính vẫn đang tụng kinh gõ mõ tư tư kiếm tâm vi hằng xương vận khi bắt đầu lầm nhầm từng từ trong bản dịch trong đầu bỗng toát ra cảm giác đặc biệt như thể một thứ gì đó vừa bung ra ý thức của mình đang từ từ dung nhập vào hình kiếm kia khi không ngừng đọc tham thiên đại kiếm cũng phản hồi lại một đạo chân ý kiếm vận vĩnh hằng xâm nhập vào trong linh hồn của mình hơn nữa bây giờ giống như có người đang còn dẫn đường đưa mình đi đến lãnh ngộ chân ý của môn này đọc lên cực kỳ trôi chảy kiếm văn của la chính đã sáng lên nguyệt bạch lịch nhìn vào la chính rồi hỏi người mà thắng thủy huynh vừa nhắc tới chính là hắn sao thu thắng thủy xác nhận không sai nguyệt bạch lịch cười vang ha 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 lần đầu tiên tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng mà đã có thể đọc được 600 chữ quả đúng là khó tin thế nhưng đệ tử như này trong táng kiếm cung bọn ta nhiều vô số kể có gì đáng để nói đâu cung chủ thượng kiếm cung cũng góp lời không cần nói đến các ngươi ở thượng kiếm học cung đã có 10 người làm được như thế cung chủ yêu kiếm cung tán thành cũng đúng thôi mà dù sao trong ngưng kiếm cung cũng toàn là kẻ vô dụng tự dưng lại xuất hiện một tên khá khẩm như này thì đương nhiên sẽ xem như bảo bối rồi thu thắng thủy hừ lạnh Hừ, các người căn bản không biết được tiềm lực của hắn. Theo như ta thấy, La Chính lần đầu tiên tu luyện, tuyệt đối không chỉ dừng bước ở nơi này. Nửa nén hương sau, La Chính vẫn tiếp tục đọc, kiếm xuất bản ý, canh đợi ngộ niệm. Cung chủ của phá kiếm cung nhìn thấy thì la lên một nghìn chữ. Nguyệt Bạch lịch phút cần suy nghĩ, một nén hương đạt hơn nghìn chữ. ở phá kiếm cung đã có thể xem như là không tệ, nhưng trong táng kiếm cung bọn ta thì vẫn còn bình thường lắm. Cung chủ phá kiếm cung nhắc nhở, nhưng hình như tốc độ đọc của tên nhóc này đang dần nhanh hơn. Nửa nén hương sau la chính vẫn tiếp tục đọc dĩ phụng tri lệnh hào bạch như cốt huyết hồi đại kiếm tư kinh ngạc thốt lên hai chữ hơn nữa một chữ là dùng thời gian một nén hương lần đầu tu luyện mà đạt được đến hai chữ thiên phú đã là tam phẩm nguyệt bạch lịch nhận định người có thiên phú tam phẩm dù không bì được với thu dịch thuộc táng kiếm cung bọn ta song vẫn thuộc hàng hiếm có thật không ngờ vùng đất thiên đô châu cằn cỗi mà lại có thể sinh ra nhân vật nhiều này thu thắng thủy đáp lại cho nên đừng kết luận quá sớm ta đã nói rồi thiên phú của nhóc này không thua kém ta đâu Nguyệt Bạch Lịch phản bác, ta thấy Thắng Thủy huynh mới là người kết luận sớm đấy, trong số những người từng tu luyện chân ý của đạo, chỉ có Thu Dịch là một hơi đọc được 4300 chữ, nhưng Thu Thắng Thủy vẫn thản nhiên đáp, cứ chờ xem sẽ rõ. La Chính lúc này thầm nghĩ, đã 3000 chữ rồi, không biết do mình cực kỳ phù hợp với việc tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng, hay là nhờ tham thiên đại kiếm nữa, tốc độ lĩnh ngộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng của mình lại nhanh hơn hẳn chân đạo pháp tự nhiên, không nghĩ nhiều như vậy nữa, tiếp tục đọc thôi. Thế là hắn lại tụng kinh gõ mõ, tu chi vô thể, Kỳ Vi vận trưởng, Tu Chi, đột nhiên lại Hoa Bắc Ngạc nhìn hỏi, âm thanh của La Chính huynh đọc sao lại càng lúc càng lớn như vậy? Bên này, kiếm văn của La Chính bay lên cao, mấy thằng kia la lên, cái gì vậy? Hoa văn hình kiếm của La Chính huynh đã cao hơn một nửa rồi. Thu Tư Nguyên thẩm nghĩ, La Chính huynh quả nhiên không nên thuộc về Ngưng Kiếm cung. Mấy thằng thu dịch la lên, sao có thể chứ? Ngưng Kiếm cung sao lại có người có thiên phú bậc này? Hoa văn hình kiếm lại cao đến mức như vậy? Đây là đọc chân ý hơn 1000 chữ sao? Không được không thể để tiểu tử của ngưng kiếm cung vượt qua chúng ta nhanh phát chân ý kiếm đấu với hắn đi Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!